Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay cái video này cửa hàng longmobi.com sẽ tiến hành demo cái khả năng hoạt động của cái DAC của cái DAC X7 đi kèm với nó là cái âm ly đèn mã hiệu là GX8. Thì lưu ý anh em nhé là mình chuyên về DAC và các thiết bị mình đang sử dụng và hầu hết là nhạc số, chỉ duy nhất là loa mê âm ly là thuần analog thôi, còn tất cả đều là nhạc số. Và mình sử dụng Music Server để chơi nhạc anh em nhé. Đây là một cái mình đã thiết kế một cái Music Server để lưu 2000 CD, lựa chọn bài hát qua điện thoại rất là tuyệt vời. Đó. Như anh em nhìn thấy trên tay mình đây là cái điện thoại đấy, nó quản lý 2000 CD nhạc luôn, bật phát là chơi luôn. Ok, thì mình sẽ thử cái Như Quỳnh Ba này nhé. Chuyện anh cứ hẹn nhé. Ok. Lê đèn phải quay tối tối thì nó mới tỏa sáng được. Quay trong bóng tối cho nó tỏa sáng. Đây mình thử một bài khác nhé. Anh em thấy chơi Music vào tiện không? Không phải thay CD gì cả, tất cả nhạc gói gọn trong tay mình luôn. Đó. Cái Music Server là cái trắng 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 trắng, em nhìn thấy ở trên cái âm ly đèn kia có một cái khoảng trắng ấy. Đó là Music Server, nó rất nhỏ gọn.
nó đóng vai trò là trung tâm nhạc và chuyển qua DAC để giải mã. Trong này là 2000 CD nhé, nhạc quality chất lượng cao. Thử nghe Mạnh Đình nhé. Ok anh em nhé, mình xin phép stop nha. Ok, đây là cái video demo khả năng chơi nhạc của cái âm ly đèn máy hiệu GX08 tại cả longmobi.com. Anh em nào có thắc mắc gì thì vui lòng liên hệ với mình theo số hotline trên màn hình hoặc comment lại bên dưới nhé. Cái âm ly đèn này theo mình đánh giá châm rất là hay đấy. Đó. Thiết kế rất là đơn giản nhưng mà nó là hàng chất lượng cao. Nói luôn để anh em đỡ thắc mắc, nguồn gốc xuất xứ của nó là từ Trung Quốc nhé. Đó, toàn bộ là hàng DI của Trung Quốc. Ok, mình xin kết thúc video tại đây nhá. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em trong video tiếp theo. Và nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Mình sẽ thường xuyên quay những cái thiết bị âm thanh và rất phù hợp với những anh em mới tập chơi. Xin chào.